Dekuma, một sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Trên ghế trong phòng có một bánh vụn, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh vụn, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy cái búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh vụn. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Dạ. Chào búp bê. Con đã nói là con không có lấy mà. Chào búp bê. Con lấy của nó làm gì? Con không lấy chị hãy lấy. Ai biết nó chơi nó giục tùm lum, bây giờ như mày hỏi con. Ông đàn ăn mà mê chơi búp bê. Không có. Đừng có xạo. Chị, nó không có lấy đâu. Chứ ai lấy? Em khẳng định thủ phạm lấy búp bê là một đứa bé. Chị nói á, là chị để con búp bê ở trên kệ cao đúng không? Ừ. Chị vô chị nhìn đi. Thủ phạm lấy ghế bắt lên, chị lấy con búp bê. Bây giờ nghe ba hỏi nè. Con nhớ kỹ ra coi, trước khi con búp bê bị mất á, con để nó ở đâu? Con đã nói là trên cái kệ, cái kệ, cái ấy kệ nặng kệ, mặc kệ con luôn đi. Trước khi mất, con búp bê đã nằm ở trên kệ. Có nghĩa là nó không nằm ở dưới kệ. Trời ơi, bỏ tay. Nếu mà con lấy, thì cần gì phải cái ghế này? Giới là lấy được rồi mẹ. Nếu như người lấy là con nít, vậy thì ai ta? Không phải em con đâu cô. Tâm Anh không phải là đứa tùy tiện đụng vào đồ của người khác đâu cô. Mọi người hãy để vụ án này cho tôi. Em à. Hả? Anh đã biết ai là hung thủ lấy cắp con búp bê rồi. Ai? Con búp bê vốn dĩ được đặt ở trên kệ, và người muốn lấy được nó phải giới tới cái kệ này. Dựa trên nguyên lý đó thì người lấy cắp con búp bê không ai khác, đó chính là con của con trai. Người ta đã qua cái đoạn đó lâu lắm rồi ba. Mọi người đã kết luận thủ phạm là con nít. Sao hả? Con nít? Sao? Nếu như thủ phạm là con nít, vậy thì là ai ta? Trời, có sao không con? Cái gì mà đi gấp vậy? Dạ, tại con mắc quá. Ủa, nhà cô có nhà vệ sinh mà sao con không đi? Ê, dạ, con không quen cô. Vậy thôi con đi đi. Dạ, con chào cô. Cái con bé này không thể nào, nó đâu có thiếu thốn gì đâu mà phải lấy chứ. Ủa, chưa tìm được búp bê hả chị? Dạ, alo. Dạ, cho hỏi có phải là mẹ của bé Trâm không ạ? Dạ chào chị. Dạ tôi là mẹ của bé Lâm Chi. Chị có thể cho tôi gặp bé Trâm nói chuyện xíu được không chị? Dạ em cảm ơn. Em, theo anh thấy á,
thì trong cái vụ án này... Trâm hả con? À, cô là mẹ Lâm Chi nè. Hồi nãy con có qua nhà cô chơi, con nhớ không? À, con cho cô hỏi này xíu nha. Hồi nãy lúc mà con ở đây chơi, lúc con đi về á, con có còn thấy con búp bê ở trên kệ không con? Dạ con còn thấy. À vậy hả? Cô biết rồi, cô cảm ơn con nha. Em, theo anh á thì... Chị, trong... chuyện gì sao hả chị? Câu chuyện là như vậy nè. Hồi nãy á, Lam Chi nó có hai đứa bạn tới đây chơi. Một đứa tên là Thảo thì nó về nửa chừng rồi. Còn đứa nó là bé Trâm là hồi nãy mà chị mới gọi điện thoại nè. Nó nói mà cái lúc nó đi về á thì nó còn thấy con búp bê trên kệ mà. Nếu nói như vậy thì bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê rồi. Có khi nào, có khi nào con bé Trâm nó nói dối không ta? Bây giờ mình làm phương pháp loại trừ nha. Mình sẽ chứng minh bé Thảo không phải là hung thủ. Trường hợp thứ nhất, nếu như bé Trâm là thủ phạm thì bé Thảo chắc chắn không phải là hung thủ lấy búp bê. Trường hợp thứ hai, nếu như bé Trâm không phải là thủ phạm và việc nó khai với chị sau khi bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, chứng tỏ là chẳng khác nào nó nói như vậy, nó nói nó là hung thủ, đúng không? Cho nên khi mà bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, đó là điều chính xác. Cho nên hai trường hợp trên mình đều loại trừ là bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê. Nếu nói như vậy, có khi nào con bé Trâm mới là hung thủ lấy con búp bê không? Cái này thì em không biết, phải để em coi. Cậu ba, anh đã biết được cái thủ phạm là ai rồi. Cái thủ phạm không ai khác, đó chính là một đứa con nít. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao anh biết được đúng không? Đây, chính cái ghế này đã tố cáo tới thủ phạm đó. Tại sao? Tên thủ phạm là một đứa con nít, cho nên không thể nào giơ tay lấy được con búp bê để trên đây. Nên hắn đã bắt cái ghế, giơ lên và lấy con búp bê. Trong lúc giơ lên lấy, hắn còn cầm cái bánh ăn, làm rớt cái bánh nữa. Cái chuyện này ai cũng biết hết trơn rồi đó. Cô biết rồi hả? Trời, nó muốn chết mà mặc đồ trùm kín mít vậy hả? Trời, nó giống trinh thám. Thôi đi, tránh ra cho thằng sĩ nó điều tra kìa. Cậu ba, chỉ là bánh bông lan thôi, được. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Không biết chú có tìm ra thủ phạm không nữa. Hung thủ là người mang đôi dép này. Sao em biết? Sao em biết? Trên ghế trong phòng có một bánh vụn, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh vụn, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy con búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh vụn. Nhưng mà ai là người đã mang cái đôi dép này ta? Không lẽ là con bé Trâm? Là con bé về sau cùng đó hả? Ừ. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Ôi dạ. Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Con có sao không? Dạ không. Ủa? Chân con bị sao phải bó bột vậy? Dạ con bị trực chân nhưng mà không sao đâu chú. Chân đang bó bột cho nên con bé đó không thể mang dép được. Cho nên có thể kết luận bé đó không phải là hung thủ. Như vậy thì ai mới là người thật sự mang đôi dép này ta? Cô nghi ngờ Tâm Anh hả cô? Em con không có lấy đâu cô. Tuy là tụi con có nghèo thiệt, nhưng mà từ nhỏ Tâm Anh không có tính tham lam. Nếu như mà Tâm Anh là thủ phạm thì tụi con sẽ tự động đi ra khỏi nhà. Mẹ, mẹ, đuổi tụi nó đi mẹ. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi nó. Thôi, cho nó lấy. Im lặng đi cho mẹ giải quyết nè. Hay là cái con nhỏ này ta chơi búp bê xong rồi quên ở đâu đó mất rồi đúng không? Tự nhiên đi để thừa con ruột của mình. Con làm gì vậy? Tất cả nghi ngờ đều hướng về mình. Mình không biết phải làm sao. Cũng may là lúc đó... Trời ơi! Nó kìa! Đâu đó? Đây nè! Đúng là nó rồi! Cuối cùng thì tôi là người đã tìm được ra! Trời ơi! Con búp bê ở đây nè! Thưa con! Nhỏ này! Vậy mà nãy giờ cứ la làng lên, hư quá đi ạ. Con đó,
liên lụy người vô tội kia kìa. Sao mày đánh con? Xin lỗi người ta đi. Không. Tâm Anh, qua đây. Mẹ kêu xin lỗi người ta nghe không vậy? Tại sao con phải xin lỗi nó chứ? Bây giờ con muốn xin lỗi hay là ăn đòn hả? Rồi. Xin lỗi thì đàng hoàng, lớn tiếng lên. Xin lỗi. Cái con nhỏ này, xin lỗi người ta mà hư đốn gì vậy hả? Lớn tiếng như vậy đó hả? Không đánh không được mà. Tâm Anh, cô xin lỗi hai chị em con nha. Thôi thôi mà đừng khóc nữa mà, ba tìm được con búp bê rồi đó. Bây giờ con ăn đòn nữa hay không hả? Để anh, ba tìm được con búp bê rồi, con thấy ba giỏi ghê chưa? Nha cây gốc. Không biết sống đâu chứ chưa đâu. Chú, bộ chú cần con lấy gì hả? Không cần đâu, con cứ nằm đi. Chú lấy đồ cho ra liền à? Dạ, thôi. Bây giờ con cũng phải xuống dưới dọn dẹp rồi. Con chào chú. Tâm Anh à, Tâm Anh ơi. Dạ. Dạ chú rồi con. Đi vô phòng, chú nhờ chút. Dạ. Cái này là cái gì vậy chú? Quà của con á. Dạ. Con mở đó coi đi. Cảm ơn chú. Không có búp bê giống của làm chi, cho nên chú mua tạm cái này. Dạ, không sao đâu chú, đẹp lắm á. Nhưng mà sao chú lại tặng cho con? Tại sao con giấu búp bê của làm chi? Chú đã nhìn thấy những sợi lông được khăn choàng dính búp bê của làm chi, giống như sợi lông khăn choàng trong phòng của con. Hai sợi lông đều hoàn toàn giống nhau. Vậy là chú đã phát hiện ra tất cả, mình chính là người đã giấu búp bê của Lam Chi. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Trên ghế trong phòng có một bánh vụn, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh vụn, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy cái búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh vụn. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Con rất ghét Lam Chi. Tất cả mọi thứ đều là của bạn ấy, còn con không có gì hết. Đã vậy Lam Chi còn cấm con không được đụng vô bất cứ thứ gì. Con xin lỗi chú. Vậy là từ bây giờ hai chị em con phải cố gắng ra khỏi nhà chú đúng không? Không đâu, con đừng có lo. Hai chị em của con vẫn sẽ được ở đây. Ai cũng có lúc gây ra lầm lỗi, nhưng mà tuyệt đối sau này không được tái phạm nữa, nhớ chưa? Dạ.
Với lại sau này còn cần gì cứ nói với chú, chứ không được làm như vậy nữa. Con đừng nghĩ là con không có gì hết. Thật ra cái mà con có, Lam Chi không thể nào có được. Dạ, là sao chú? Cái mà con có nhiều hơn Lam Chi rất là nhiều. Chuyện này coi như là bí mật của chú cháu mình. Con không được nói cho ai biết, kể cả chị của con nữa. Được không? Dạ. Vậy thì ngéo tay đi. Mình và chú đã có một bí mật. Một bí mật mà không ai biết được. Mà chú nói mình có nhiều thứ hơn cả Lam Chi là sao ta? Tới giờ mình vẫn chưa biết được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ mình cảm thấy được nhẹ nhõm và rất vui.